Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 4:15, ngày 23 tháng 5, 2011, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái bài Tham Thiền. Cái bài Tham Thiền, học Tham Thiền thứ 8 trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 4. Cái bài thơ này nó có cái đầu đề là chơi. Chơi. Hôm nay là kỳ thứ 122. Chúng ta nghiên cứu cái đầu đề chơi. Cái chữ chơi này coi cái ý tác giả muốn giới thiệu về cái gì. Chứ cái từ này cũng có người nghe buồn cười, mà cũng có người nghe có những cái ý nào đó. Cái ý nó dường như là cái ý nó không tự ở trong đó, không thanh tịnh. Rồi thành ra mình nghe cái từ chơi này nó cũng có cái gì như không thanh tịnh vậy. Cho nên cũng có người thắc mắc nó ủa sao cái ông này nó tu hành mình lại nói nó chơi là sao ha? Mà thậm chí có người không biết chơi là sao. Nhưng mà cái không biết đó thì cũng đúng thôi, chứ cũng không phải gì. Bởi vì nó tùy theo cái nhận thức, cái có ở bên trong con người ta mà người ta có thể hiểu cái từ đó ra cái nghĩa khác. Mà cái đó cũng mình cũng không chê không trách gì được hết. Tại vì ở bên trong lòng ta có cái nghĩa khác, ta có cái ý khác, thì người ta hiểu một từ đó mà có nghĩa khác. Thì nhân cái bữa hôm nay đây ra cái dịp này mình nói về cái bài thơ mà có cái đầu đề là cái từ chơi đó, tôi nói này cho Phật tử nghe cũng như là tăng ni trẻ nghe để ý. Cái chữ chơi này cái gốc của nó là từ chữ du hí. Từ cái chữ hí, trong chữ Hán nó có cái chữ hí, mà trong đạo Phật thì có cái chữ du hí thần thông tự tại. Cái chữ du hí thần thông tự tại này đó, trước hết là mình hiểu chữ thần thông, chứ không là nó thành ra quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan là chữ thần thông này đó nha. Tăng ni trẻ để ý cái chữ thần thông đó. Thần thông của đạo Phật không có nghĩa là, không phải như là cái hiểu thông thường mà mình nghe ngôn từ của phàm phu, của thế gian. Rồi hiểu thần thông là cái người mà thí dụ như đang đi dưới đất cái rồi muốn bay lên, cái nó bay lên trên mây, cái rồi đi trên mây, đi trên mây, rồi muốn đáp trên xuống biển cũng được, muốn đáp trên đầu núi cũng được. Do vậy mà người xưa người ta có ý niệm, mà mấy cái người mà hơi gian xảo đó, người ta tạc ở trên đầu cái núi. Thí dụ như cái núi ở núi Điện Bà Tây Ninh thì ta lên đó, trên núi đó ta đục một cái dấu chân, đục cái dấu chân, rồi dấu chân phải Rồi ta bay qua xuống Châu Đốc, ta đục cái trên cái núi dưới cái dấu chân trái. Mà cái này hình như là miền Bắc cũng nghe cũng có cái đó. Mà tôi thì tôi không nhớ không rõ, đại để là ta làm như thế. Cái đó là để người ta nói lên rằng là cái dấu chân ở bên này đó, bắt đầu là tiên, có những vị tiên ta đứng đó, cái ta phát là ta bay đi, bay qua kia, cái ta bước qua kia cái dấu chân mà nó xa cả hàng mấy hàng trăm cây số chẳng hạn, 40-50 cây số đường chim bay, hoặc hàng trăm cây số đường chim bay. Mà bên đây cái dấu chân, bên kia cái dấu chân, người ta nói tiên bay á, tiên đi trên trời bay xuống rồi bước qua cái dấu chân nó vậy đó. Thành ra cái quan niệm mà Phần Thông hồi xưa đó là cái quan niệm là phải bay cho được, bay giữa hư không hoặc là bay lên trên mây rồi đứng đi trên mây, rồi muốn đáp vào đầu đáp giống như chim vậy. Vì cái đó là cái khái niệm mà người ta có cái ấn tượng ở trong đầu người ta về cái chữ thần thông như vậy, đó là hoàn toàn là không phải, hoàn toàn không phải của đạo Phật. Để ý cái đó, không có giỏi gì cái đó hết. Nếu mà cái thần thông vậy mình gọi là giỏi thì thật ra không có giỏi gì hết. Cái máy bay công cọt của những nhà khoa học ngày nay người ta chỉ thiền định cái bằng thế gian thiền thôi đó, chứ chưa phải là xuất thế gian thiền đó. Mà ta còn chở được, nghĩa là tôi còn nhớ đó, hồi máy bay công cọt mà còn hoạt động nó chở 750 người. Chở từ Anh bay qua Mỹ được, từ châu Âu bay qua châu Mỹ, bay qua châu Úc được, từ Úc bay ngược về, bay qua bay lại được hết, chở một lần 750 người, gọi là máy bay công cọt. Nó bay rền trời. Sau đó người ta phản đối, phụ nữ phản đối quá, nó bay máy bay đó mà bay ngang cái đường nào là phụ nữ, nghĩa là có thể phụ nữ có mang, có thể là nó xáo trộn tinh thần, có thể là cái thai nó thành quá thai. Cho nên phụ nữ người ta phản đối. Rồi hình như là máy bay đó cũng có cái sự biến động, nó không được an toàn lắm, mà mỗi lần lỡ nó nguy hại là nó chết nhiều người quá, cho nên là hình như giờ dẹp cái đó hay sao đó. Không nghe nói máy bay công cọt bay nữa. Thế thì người ta khoa học, người ta thấy dân thiền thôi đó, mà người ta còn là luyện ra, người ta còn làm ra đó. Một cái chiếc tàu bay mà nó chở người là gần cả ngàn người vậy, mà người ta chưa có hãnh diện gì đâu, chẳng qua là làm kinh tế thôi. Mà kinh tế thì lấy tiền, lấy bạc, có đó, có giàu đó, nhưng mà người ta không có sung sướng gì hết trơn, không có an lành, không có hạnh phúc. Thậm chí có người ở trong cái công ty nào đó, rồi người ta có người ta đau khổ vì vấn đề tiền bạc, vì vấn đề lợi lộc quá lớn, rồi nó gây ra cái nguyên nhân khổ đau cùng cực. Thậm chí có người tự tử cũng vì là cái sự nghiệp đó, vì là cái hoa trái, cái kết quả của cái thiền định giỏi giang về mặt thế gian thiền đó. Thế mà người ta dám làm, người ta chở chuyên cả 750 người. Thời kỳ đó nghe nói như thế. Còn mình tu hành cả đời, mình luyện đem cái thân quý báu của là cao cấp ở trong, hạng nhất ở trong cái loài động vật mà để tu hành, để rồi được qua bay lên trên mây vậy thôi sao? Chưa kể là trong kinh luật người xưa có nói là cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca, âm thính di diệu, cự thất thần túc, quan thính chi hại, như thị hôn tự tác hồ. Ở trong cái luật Sa Di dạy rằng các thầy sa di không nên nghe ca hát đờn kèn, nhảy múa, tất cả những cái vui đó, những cái âm thanh nó duy diệu quá. Có một người, có người ca kỹ nữ ca quá hay, làm cho cái ông tiên mà bay trên trời rồi xúc cảm động quá, rồi ái mộ quá, rồi mất chánh niệm, hồi hộp quá, cái mất chánh niệm, cái mất thần túc, cái rớt cái bịch xuống đất, rớt cái bịch xuống đất, không còn bay được nữa. Cái từ mà thần thông như vậy là sai rồi đó, không phải đạo Phật đâu. Không phải đạo Phật. Đức Phật không có lần nào đi vậy hết. Mà nếu ai đó có nói đi nữa là cũng ta cường điệu, ta nói lên để có cái vẻ là ta tôn vinh, ta thổi phồng lên một cái đấng thần quyền siêu nhiên vậy thôi, chứ còn Phật không phải làm việc đó. Phật không có làm việc mà bay trên trời. Cũng như là cái chữ thần thông đó, mà ta định nghĩa chữ thần thông là bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Cái người mà gọi là được thần thông là người đó trong tâm hồn người ta đó, trong tâm, trong ý thức của người ta nó có một cái sự an lạc, sự khinh an giải thoát mà không, người thường không thể biết được. Ta gọi là bất tư nghị. Thí dụ như người ta gọi, có cái từ ta gọi là thõng tay vào chợ, có nghĩa là cái người đó đi đứng tự tại, ở trong núi, ở trong rừng, ở trong chỗ vắng vẻ tịch tỉnh thì đã an lành rồi, mà người ta đi vào cái chỗ thị tứ đông người, cạnh tranh hơn thua phải quấy, đủ thứ buồn bực, những cái thứ khổ đau vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi, ở giữa cái chốn là thị trường đó, ai cũng bị khổ đau kiểu này kiểu khác. Mà cái người này đi vào chợ mà không hề có vướng mắc những sự khổ đau đó, cho nên nó có cái từ là tu hành mà đạt tới cái đạo cao rồi, cái bằng những người đó thõng tay vào chợ, là cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa như vậy đó, tức là cái đó là cái người đó được thần thông đó, bất tư nghị. Người ta giống như là bạch ngọc vậy đó, cái viên ngọc trắng, bạch ngọc như ô nê bất năng thảm chấp kỳ sắc, quân tử sử ư trực địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Kim cương dầu có đem dục nó trong cái chỗ bùn lầy nước động dơ giá gì đi nữa, mà nếu mà lấy lên rửa nó là nó tự trắng, nó tự tốt đẹp trở lại, cho nó không có thấm nhiễm những cái màu, cái mùi ô uế của cái nhơ nhớp kia. Người quân tử mà người ta là quân tử rồi đó, người ta tôi luyện cái ý chí của trượng phu quân tử rồi đó, thì người ta ở vào cho cái chỗ xấu, cái chỗ bận rộn phiền toái như là giữa chợ, cái chỗ thị trường cạnh tranh đó, mà người ta không bị nhiễm loạn. Cho nên là cái chữ thõng tay vào chợ là ta nói cái ý nghĩa đó, giống như viên ngọc vậy đó, bỏ cái chỗ dơ dái hồ tanh nhơ nhớp gì đó mà nó không có dướng, nó không dính gì hết đó. Lấy ra là nó vẫn là ngọc. Người quân tử ở nơi cái chỗ ô trượt, môi trường xấu xa mà người ta không có bị ảnh hưởng cái đó. Thế thì cái từ thõng tay vào chợ là vậy. Còn cái từ mà bất tư nghị danh thần vô ngại tự tại danh thông cũng là dựa trên cái ý nghĩa đó, mà nó sâu sắc, nó quyền diệu hơn. Giữa trong cái chợ đời đủ thứ cạnh tranh, mà cái người này á, là có một sự an vui màu nhiệm ở trong tâm hồn. Tâm hồn không có lúc nào bị bẩn thỉu, bị vẫn đục. Đó kêu bằng bất tư nghị. Người ta không lường được, không lường được ở trong cái chợ đài này mà có những người mà cái tâm hồn bất động như thế, ta gọi là bất tư nghị. Cái đó là thần đó. Còn vô ngại tự tại là thông. Chữ thông có nghĩa là vô ngại tự tại. Vô ngại tự tại có nghĩa là đi vào trong cái chốn, bất cứ là cái chỗ đó là chỗ gì, chỗ đờn ca hát sương vui vẻ, nhậu nhẹt say sưa, cờ bạc điếm đàn, hút sách thì đủ thứ hết. Mà cái người này đi tới đi lui, đi qua đi lại mà không có bị ảnh hưởng gì hết. Mà kinh sách đạo Phật ta gọi là dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Người này có thể đi len lỏi gần gũi ở cái chỗ dâm phòng, các cái chỗ mình đi điếm. Chứ dâm phòng tức là cái chỗ mình đi điếm, ta mời mọc làm những cái chuyện mà buôn hương bán phấn. Tửu tứ là cái chỗ mà bán rượu, mà nghĩa là các đấng mày râu mà hay tới đó để nhậu thịt rừng. Rồi bây giờ mình dùng cái chữ đó, tôi nghe chữ đó không phải đâu. Tôi nghe nói quảng cáo biểu đừng nhậu thịt rừng, mà nói câu đó tôi nghe tôi muốn làm cái đấng mày râu này quá. Đấng mày râu là ăn nhậu thịt rừng, đấng mày râu không có phải trẻ đẹp hơn. Đấng mày râu ăn nhậu thịt rừng, đấng mày râu không có thành người quân tử hơn. Tôi nghe cái chữ đấng mày râu tôi muốn làm cái đấng mày râu đó quá. Phải nói theo tôi nói rằng là ai mà bây giờ cái luật pháp nhà nước người ta cấm mà mình không có được xâm phạm cái loại thú hoang dã. Ai mà bắt thú hoang dã mà ăn đó thì bắt phạt kiểu này kiểu loại kiểu kia, thì nghe người ta còn sợ chút. Cái này cái đấng mày râu, đấng mày râu ăn thịt rừng, các đấng mày râu không có phải là quân tử hơn, các đấng mày râu nhậu thịt rừng, các đấng mày râu không phải là đẹp trẻ đẹp hơn. Nghe mình muốn làm cái đấng mày râu. Thành ra cái chữ bất tư nghị vô ngại tự tại đó là bất tư nghị danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Chữ thông có nghĩa là vô ngại tự tại. Dâm phòng tử tướng vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nhưng mà nói cái đó là sách, là kinh là dạy như vậy, dạy mình tôi luyện ý chí và tu tập chánh niệm vững vàng như thế, chứ còn không phải nói cái đó mà chơi được đâu rồi. Cái đó là phải tu tập nghiêm túc đàng hoàng, có quá trình nè, chứ còn bằng không mà giỡn với nó là coi như là chơi dao là đứt tay đó, chơi lửa là phỏng đó. Nhưng mà thật sự phải làm được như vậy thì gọi là người có thần thông. Chứ thần thông không có nghĩa là ba đi. Ý tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ đó cho Phật tử biết, tăng ni biết rằng là đạo Phật không có nói cái chuyện mà phi thực tế. Phải nói cái chuyện thực tế, chứ còn mà nói cái chuyện mà có cái tính cách là cuồng điệu, hoặc là tân bốc, hoặc là quyến hoặc quan đường, đạo Phật không chịu nói cái đó. Đừng học cái đó trong đạo Phật, vì đạo Phật không chịu nói cái đó. Cho nên Đức Phật cũng không có bay đi đâu hết trơn, không có bay lên trời lần nào hết. Rồi các vị hỏi tôi vậy chứ sao tôi nghe trong sách Phật có nói Đức Phật có bay lên cung trời Đao Lợi để giảng kinh cho ma gia phu nhân. Cái đó coi chừng á, cái đó là người ta muốn suy tôn lên một cái đấng vừa là hữu hình mà vừa là siêu hình. Người ta nói vậy chứ cái trời chữ trời là như tôi đã nói rồi đó. Chữ trời là trong khói bình minh ngỡ sọc trời, khói mây mây khói giống in nhau, đốt khói buổi bình minh giờ mình thấy mịt mù, mình tưởng đâu trời sập, trời úp mây xuống với trần gian này rồi. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì khói với mây, mây với khói nó giống nhau, thấy nó vậy chứ không phải là mây trên trời sập xuống. Khói mây mây khói giống in nhau, mây thì cao khói thấp, trời vô xứ, trời không có ai ở đâu hết trơn. Cái câu chót để nói lên là mây cao khói thấp trời vô xứ. Câu chót kết luận rằng là thập thiện nơi nào ở đấy trời. Người nào có tu thập thiện nghiệp đạo Thân tam khẩu tứ ý tam mà tu cho tốt là trời ở đó đó. Cho nên Phật mà có nói pháp mà cho mẹ nghe đi nữa là cũng nói ở nhân gian này nè. Trời Đau Lợi cũng ở trong nhân gian này, mà hàng Thanh Văn Duyên Giác cũng ở trên cái mặt đất này, và các hàng Bồ Tát mười phương nó cũng ở trong cái mặt đất này. Bởi vì cái mặt đất này nó là một cái đơn vị, nó là một cái hột cát ở trong vô vàng cái hột cát của vũ trụ bao la. Thành ra một cõi là tất cả cõi, đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi, cõi là bất nhị, pháp giới là nhất chân, không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay là niết bàn. Đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Cho nên Đức Phật nói ở tại cái mặt đất này, mà cũng tức là nói ở cõi trời Đau Lợi đấy. Mình hiểu như vậy rồi mình mới là loại bỏ cái ý niệm siêu hình quyển hoặc quan đường được. Thành ra là phải hiểu chữ thần thông là bất tư nghì, người đó có một sự giải thoát màu nhiệm mà người thường nhìn thấy không biết. Cũng như cái người mà tu hành, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca đó, có một cái vui niết bàn vô trụ xứ, đi đâu là mang, coi như đem niết bàn theo, ở đâu là chỗ đó là niết bàn, ngồi đâu là chỗ đó là tòa sư tử, mà không thấy mang cái tòa sư tử. Nhưng mà Phật ngồi đâu là chỗ đó là tòa sư tử, Phật ở đâu là đi tới đâu là chỗ đó là niết bàn. Cái đó là cái một bất tư nghị, gọi là có thần đó. Còn vô ngại tự tại là đi đâu, ở đâu, ăn đâu, giống y nhau, không có gì mà khác hết á. Không có gì nhớ nhung bữa nay mình ở chỗ này không bằng ở hôm qua. Hôm qua mình mướn cái khách sạn 5 sao, hôm nay kỳ này mình đi mình mướn khách sạn cái vùng này không có khách sạn 5 sao, ở khách sạn có 2 sao, ở không ngon bằng. Rồi lần khác là đi không có khách sạn 2 sao, mà ở khách sạn bình dân lại ở thấy bực bội quá. Cái vai trò cái địa vị mình về mình ở khách sạn không có sao, vậy là nó tồi tàn mình quá. Cái đó là chưa gọi là vô ngại tự tại đó. Còn vô ngại tự tại là ở đâu cũng vậy, ở mé suối cũng vậy, ở chân rừng cũng vậy, mà ở ngoài lỡ mình đi ngang qua cái thành đô nào đó rồi nghỉ ngơi dưới cái bóng cây nào đó, hay là cái mái chùa quan nào đó cũng y vậy. Cái đó gọi là không có gì là cản trở, không có gì làm cho mình nó sinh ra cái nguyên nhân đau khổ trong lòng mình hết, gọi là vô ngại tự tại. Rồi gặp cái người mà ta kính quý mình thì mình cũng có phình con lỗ mũi mình khoái hơn. Người ta lại mình là cả trăm người có hàng đó mà mình cũng không có bằng lòng hơn, vui hơn gì hết. Rồi có những người ta không khoái cái đạo của mình, người ta không thích, người ta chê bai, thậm chí người ta mắng nhiếc, cũng không có buồn hơn. Cái đó là vô ngại tự tại đó. Rồi mình đi chơi cũng vậy, đi chơi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, gặp ai cũng vậy, gặp người quyền quý cũng vậy, mà gặp người nghèo khó cũng vậy. Mình không có cái tâm mà kêu bằng giai cấp, không có sanh cái tâm phân biệt giai cấp, là trọng cái kẻ sang mà xem thường cái người nghèo, cái người đó được vậy đó, gọi là vô ngại tự tại, gọi là bất tư nghì, gọi là thần. Mà vô ngại tự tại gọi là thông, thần thông là có cái an lạc bất tư nghì, và người đó vô ngại tự tại. Chứ còn cái chữ mà có vị tiên nghe tiên nữ ca cái rồi xúc động, cái rồi bồi hồi, cái rồi quên mất chánh niệm, cái rất cái bịch, cái đó giải nghĩa như vậy, sách vở nói như vậy là đưa cái người Phật tử tới một cái ý niệm quan đường không tốt, bỏ cái đó đi, không học cái đó. Thành thông đi có một mình vậy thì tu luyện quý báu gì. Hiện giờ máy bay bình thường ta cũng chở được 180 người kia mà, đi từ Việt Nam qua Mỹ kia mà. Cho nên là mình quý báo cái tu luyện mà có thần thông để đi bay nó không quý đâu. Cho nên Quan Âm cũng vậy nữa. Quan Âm mà người ta tưởng tượng là Quan Âm ở trên biển, trên núi để độ người ta, không có phải. Quan Âm không có đứng trên mây vậy, mây mà đứng cái nỗi gì. Quan Âm là muốn tu Quan Âm là phải đọc cái bài Sơ Văn Trung Nhập Lưu Văn Sở, Sở Nhập Ký Tịch, Động Tĩnh Nhị Tướng Liễu Nhiên Bất Sanh, Như Thị Tiệm Tăng, Văn Sở Văn Tận, Tận Văn Bất Trụ, Giác Sở Giác Không, Không Giác Tịch Duyên, Không Sở Không Diệt, Sanh Diệt Ký Diệt, Tịch Diệt Hiện Tiền. Đó là cái pháp tu của Quan Âm Bồ Tát, dạy mình phải tu như vậy để mình trở thành Quan Âm đó. Chứ Quan Âm mà người ta chụp hình là ở trên biển để độ mấy người, có cái lúc mà mấy người đi vượt biên đó, cái đó là ta gạt để ta bán Quan Âm, ta kiếm chút đỉnh đô la đó, kiếm thêm chút đỉnh để bỏ đắp lại cái vốn đó. Chứ Quan Âm mà độ vậy sao? Quan Âm độ vậy chứ những người ta ở Việt Nam này, người ta đi đánh cá rồi không đáng thương hay sao? Ta nghèo khổ, ta làm ăn đánh cá rồi bị áp thấp nhiệt đới, rồi bị bão tố, là không đáng thương hay sao mà Quan Âm không hiện lên mây để cứu người ta? Rồi có những lúc rồi bị tàu Trung Quốc nó bắt lấy hết trơn lưới rồi nè, lấy lưới hết trơn rồi nó còn nhốt mấy chục ngày, rồi phạt mấy triệu, mấy trăm triệu tiền nữa nè. Vậy sao không thương cái người mà bị áp bức bóc lột như vậy, bị cái thế lực cường quyền nó mạnh hơn nó coi mình không ra gì hết vậy, mà Quan Âm không thương, không giúp đỡ, không làm cho chiếc tàu nó chạy cho nhanh để cho tàu Trung Quốc rồi không kịp. Sao không làm cái đó? Vậy là Quan Âm mà là cái hạnh đại từ đại bi ở chỗ nào mà lúc là thương người này, lúc là thương người kia, mà lúc không thương người nọ là sao? Cho nên là lại Quan Âm rồi để cầu nguyện Quan Âm, rồi đi trên mây để độ mình, đó là cái đó, quan niệm đó phải bỏ ngay. Người đệ tử Phật mà chịu tu theo đạo Phật là phải bỏ ngay cái đó. Quan Âm không có phải đi trên mây mới được. Quan Âm là tất cả mọi người mà biết tu theo cái pháp tu Văn Sở Văn Tận, Tận Văn Bất Trụ, còn là cái giác sở giác không, rồi cái không nó còn dướng vào cái không là không giác tịch duyên. Rồi không sở không diệt, không sở không tức là năng không sở không đó. Cái ý niệm không ở trong tâm hồn mình cũng như là cái không tưởng tượng bên ngoài ha, mà cái bằng không sở không diệt. Mà diệt thì có ý niệm diệt cũng chưa được, sanh diệt ký diệt, diệt cái ý niệm sanh diệt, thì lúc bây giờ mình có cái tịch diệt nó hiển lộ, tức là cái thể tánh tịnh minh của mình nó hiển lộ ra. Mình sống trong cái thể tánh tịnh minh, mình sống trong cái chân tâm thường trú của mình vốn có chứ không có lên trời lên mây hay là mẹ Quan Âm nào cứu hết trơn. Cho nên là tôi đi mà tôi đọc, đi tôi gặp những chỗ ta thờ Quan Âm mà ta để chữ mẹ Quan Âm nó thiệt là nó buồn, nó tủi cho cái đạo Phật. Mà cái gì mà lập cái chùa mà để làm cái tượng Quan Âm, rồi có làm Hồ Non Bộ rồi để Quan Âm đứng trên đó, rồi khói nhang nghi ngút ta lại ta cúng, mà ta để từ cái bảng cảm ơn mẹ Quan Âm, cảm ơn mẹ Quan Âm, cảm ơn mẹ Quan Âm, nên ta để nhiều cái bảng vậy đó. Tôi thấy thiệt là tâm can tôi nó quặn thắt, nó đau cho cái đạo Phật. Nhưng mà cái ông đó lại là cái ông làm chùa tên là mấy chục tỷ không á. Nhưng mà tội nghiệp có cái là cuối cùng rồi là cái ngày chết rồi còn nợ bao nhiêu tỷ, bổn đạo phải đi năn nỉ muốn chết, năn nỉ biểu người ta lấy chừng 20% thì người ta ráng người ta trả cho, vì thầy mà tôi phải trả, tôi trả cho 20%, nếu 1 triệu là lấy 200 triệu rồi tụi tôi trả cho, còn nếu trăm triệu thì lấy 20 triệu, còn nếu mà 1 tỷ thì lấy 200 triệu ha. Còn 100 triệu là lấy 20 triệu rồi tôi trả. Rồi ổn đạo rồi cuối cùng là cũng phải bấm lái gan vàng vậy, phải chịu chứ không là không được xu nào. Cho nên là các Phật tử là muốn cho yên tĩnh là đừng có cho giai để làm chùa. Cho giai ở ngoài thì còn kiện được, chứ cho mượn mà để làm chùa đó tới chừng thầy lỡ mà chết rồi đó, chùa chưa rồi đó, không có tiền đâu mà trả, đòi không có được. Rồi đốt nhang mà cho. Còn nếu mà không chịu cho đó thì mình phải chết theo được, ai chết uổng vậy. Cho nên là cái đó tôi nói như vậy là không có nghĩa là tôi tuyên truyền để cho đừng có cho chùa mượn tiền, nhưng mà điều cái đó thiệt đấy. Tôi khuyên tăng ni trẻ không nên đi mượn tiền để làm chùa, và tôi cũng khuyên Phật tử không nên cho mấy thầy mượn hay là dây thì càng không nên cho. Nhưng mà tôi có nghe rồi, có những thầy dám dây cả 20 phân lời đó, 18 phân lời, 20 phân lời, trong khi là dây ngân hàng thật sự là có 11 phân lời à. Mà các có những vị người ta nói cho mình không có trả tiền đó, mình biết. Người ta cho biết rằng là người ta dám dài 20 phần lời để ta làm, gọi là làm Phật sự đó. Cái đó thì không nên cho. Cho cái đó đi kiện là coi không được. Nó mất cái gì của Phật tử có. Mà còn bỏ luôn thì là tiếc quá, rồi cũng mất đi cái chánh niệm trên đường tu hành. Cho nên là tăng ni trẻ là không nên dai. Còn Phật tử thì cũng không nên cho dai, thậm chí cho mượn cũng còn không nên. Có bao nhiêu thì cũng đứt bao nhiêu. Còn nhóm không có thì không cúng mà không có tội lỗi gì hết. Đừng có dị tình. Dị tình để rồi đau khổ rồi thì thử hỏi mình nhờ Phật bằng cái gì. Mình phát tâm mình đi theo đạo Phật để mình nhờ cái gì của Phật. Vì Phật mà mình phải đau khổ thì mình còn nhờ cái gì của Phật nữa chứ. Cho nên là Phật tử cũng để ý cái đó, tăng ni cũng để ý cái đó. Tăng ni thì làm chùa để mà giáo hóa, để mà dạy dỗ, tự giác, giác tha. Mà tự mình đau khổ, rồi mình làm cho người khác đau khổ nữa thì làm chùa để làm gì. Còn cất chùa cho Phật ở rồi Phật không có ở đâu. Còn mình làm cái tượng mà lớn và đẹp đó, cái đó trong đó không có Phật. Chuyện đó nó dễ hiểu hết sức. Thế thì là cái chữ chơi đây là, tôi nhắc lại, đây là do cái chữ du hí. Chữ du hí nghĩa là mình phải tập sống cuộc đời, mình thấy rằng cuộc đời này không có cái gì quan trọng hết á. Chữ du đó, du hí đó, tôi nói thí dụ như bà Nguyễn Thanh Quang mà hồi đó là bà ở trong một cái giai đoạn bà là tôn thờ, bà làm quan, bà Nguyễn thời kỳ Phò nhà Lê, rồi tới chừng nhà Lê mà suy thoái rồi nhà Nguyễn mà ngự trị lên rồi thì bà Nguyễn Thanh Quang mới đau khổ bà mới làm thơ là tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương, đa vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt giới tan thương, ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoán trường. Đó là bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quang có tên cái dùng chữ hí trường. Hí trường là cái sân chơi. Ý bà nói rằng là tạo hóa gây chi mà cái sân chơi của cái trần gian này vậy đó. Đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, và tới đời Lê mà vợ chồng tôi làm quan, làm bà Nguyễn đây, rốt cuộc rồi nó cũng là cái sân chơi, cũng là hí trường. Bây giờ tôi không còn làm quan được nữa, đã bước qua cái giai đoạn thứ hai rồi, Cái trong đó có cụ Nguyễn Du cũng làm quan đời nhà Lê, rồi cụ Nguyễn Du cũng đau khổ quá, rồi mà không thờ nhà Nguyễn thì không được. Bởi vì nhà Nguyễn đi tìm những người cựu thần đem ra ta chiêu mộ, ta làm quan, mà không làm thì không được. Mà làm thì là nó phạm cái lỗi của Khổng Tử là trung thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất gia nhị phu. Tôi trung là không thờ hai vua, gái trinh liệt là không lấy hai chồng. Mà bây giờ nhà Lê mất rồi mà mình còn đây, mà nhà Nguyễn kêu gọi mình không ra, người ta nói mình chống. Cho nên là buộc lòng phải ra làm. Mà ra làm như vậy là có lỗi với cái luân lý của Khổng Tử đặt ra là tam can, quân thần can. Mà quân thần can thì là trung thần bất sự nhị quân, tôi trung không thờ hai vua. Vậy thì bây giờ chỉ còn có cách là mượn cái nàng Kiều để gửi gắm tâm hồn mình rằng là tôi yêu ai đó ha, Kiều yêu ai đó, yêu Từ Hải, tôi yêu Từ Hải dữ vậy đó. Nhưng mà cái đó là tại hoàn cảnh bắt buộc tôi yêu Từ Hải, chứ kỳ thật là tôi yêu anh, tôi yêu Kim Trọng. Lúc nào cũng tâm hồn tôi cũng gửi Kim Trọng hết á, nhưng mà vì là sự bất đắc dĩ là quốc phá gia vong, thành ra rồi anh học chưa thành tựu, anh đi làm quan ở đâu tôi chưa biết. Giờ tôi bị nhà cửa tan nát như vậy, hoàn cảnh như vậy thì thôi thì chấp kinh cũng có khi phải tòng quyền. Giờ là vì cứu cha mà tôi phải bán mình tôi chuộc cha, mà chuộc cha sau đó bị tai nạn nhiều quá thì phải có nhờ Từ Hải rồi ra cái tay nghĩa hiệp mà mua tôi ra khỏi lầu xanh. Vì vậy mà tôi yêu Từ Hải, chứ kỳ thật là tôi không yêu. Mà tại vì yêu rồi nó hồi ban đầu là tính yêu giả, sau nó thành yêu thiệt. Mà yêu thiệt vậy chứ tôi cũng nhớ Kim Trọng, đã để là Nguyễn Du cũng gửi gắm vậy đó. Bởi vì cái cuộc hí trường nó làm xáo trộn hết trơn, tạo quá gây chi cuộc hí trường. Hí trường, chữ trường là cái sân chơi, đó là vận động trường, là cái sân vận động, mà hí trường là cái sân chơi. Vì cái sự mà dinh hư tiêu trưởng, thành bại đắc thất này nó diễn biến ở trong cõi đời này rõ ràng không có gì chơi, không có gì thật hết á. Nó giống như cái trò đùa, giống như trò chơi, chứ nó không có thiệt. Cái câu của bà Nguyễn Thanh Quang nói là vậy đó, tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Tạo hóa sao mà mình làm ra cái sân chơi để rồi nó diễn biến mau quá, mới đó đời Đinh đời Lê đó, rồi Lý đời Trần đó, rồi sau này gọi là tôi làm quan đây là nhằm cái đời Hậu Lê nè, Lê Mạc nè, rồi giờ chỉ có mấy mươi năm thôi mà cũng không ổn. Bây giờ tôi trở thành cái người không còn là bà Nguyễn nữa, cho nên là tôi làm bài thơ vậy đó. Lối xưa xe ngựa bây giờ chỉ còn có hồn thú thảo, còn ngõ cũ lâu đài bây giờ chỉ là bóng tịch dương thôi. Dòm qua phía nọ thì đá vẫn trơ gan cùng tới nguyệt, nhìn qua mấy các cái hồ Tây Hồ, Hoàn Kiếm vân vân thì nước chỉ còn cao mặt với tan thương. Ôi ngàn năm gương cũ soi kim cổ, rõ ràng ngàn năm kim cổ đây là một cuộc hí trường. Cảnh đấy người đây luôn đoạn trường, tức là buồn quá. Buồn quá anh ơi, trong cái đêm dài vô tận bóng lẻ cô đơn, theo khắc lũng canh tàn, đã để vậy đó. Cho nên là cuộc đời là chơi, cái bài thơ chữ chơi này là cái ý nghĩa cũng là vậy đó. Bất tư nghì, danh thần vô ngại tự tại danh thông. Thần thông là, cái người mà thần thông là cái người chơi đó. Cái người có thần thông là cái người chơi thoải mái. Đi đây, đi đó, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, ở trong mọi hoàn cảnh, thõng tay vào chợ. Đó, cái chữ chơi là vậy đó. Còn ai có cái nghĩa mà hơi xấu gì đó là tự trong bụng nó diễn ra, thì cái đó là tự mình chịu ha. Còn chữ chơi đây có nghĩa là không có gì quan trọng hết. Còn tôi nói hồi nhỏ đó, tôi có lúc mà tôi lớn rồi nhưng mà tôi chơi với mấy đứa nít là tụi nó quánh bài nó ăn ở bao thuốc lá, mình cũng quánh với nó. Nó ăn, nó đau khổ, nó buồn bực, thậm chí nó có thể có lúc nó quýnh lộn vì cái sự hơn thua phải quấy, ăn gian lẫn nhau. Còn mình không có, mình muốn ăn, ăn, thua, cứ cười thoải mái vậy, chơi là vậy đó. Đánh bún hột me cũng vậy, ăn, thua. Nếu ăn nhiều quá rồi cũng cho lại tụi nó cho mình lấy chi ba hột me. Vì bắn bi, bắn đạn cũng vậy. Ăn thì hồi đó quý lắm, nhưng mà lớn lên rồi có gì quý đâu. Bởi vì đó là cái trò chơi ấy mà. Chứ chơi là vậy đó, không có gì quan trọng. Thành ra nhắc lại cái chữ du hí thần thông. Bây giờ nhắc nhiều quá, rộng quá, nhiều chuyện quá. Bây giờ vô thử cái bài chơi này coi nói gì đây. Tức là mới phân nửa hả? Đầu đề bài thơ chơi. Cái câu này là tôi rút cái câu ở trong cái tập Như Huyễn Thiền Sư, cái lời mở đầu của tôi đó, lời nói đầu trong quyển sách. Pháp Lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi đọc có chơi. Trong cái tập thơ Như Huyễn Thiền Sư tôi có viết hai câu thơ này. Thế là cái từ chơi đây như tôi nói nãy giờ. Xem thường tất cả, không có gì quan trọng. Chơi sao chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mỏi miền đầy quá. Chơi là chơi vậy đó. Chơi vì một ý chí. Một ý chí nghĩa là độc lập, tự do, không có để cho ngũ dục lạc nó chi phối tâm hồn mình, không để cho lục trần nó buộc chân mình. Chơi mà vẫn tự tại, tự do, vẫn có những cái vui bất tư nghì, vô ngại tự tại, gọi là thần. Bất tư nghì gọi là thần, mà vô ngại tự tại gọi là thông đó. Thật là chơi sao chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi niềm đầy hoa, mọi miền đầy hoa. Chơi cho xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng, cho hòa với thái hư. Chơi chờ chứ, chứ chờ mà ở đây là chỉ cho sai rồi, sai rồi, phải bỏ dấu sửa lại. Chơi chờ, chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng, cho hòa thái hư. Chơi như thuở bé năm nào, nhìn trăng sáng, nhìn trời xanh. Chơi chờ Di Lặc hạ sanh, ô kia Di Lặc giáng sanh đã nhiều. Tôi nhắc lại cái này là như tôi nói ngay cái lần mà tôi làm cái tập thơ Như Huyễn Thiền Sư đó, đều là moi móc, sưu tập, rồi tôm góp cô động lại những cái ý tứ của kinh điển, của đạo Phật. Rồi mình cô động lại, mình làm một cái đề tài, cô động lại trong một cái đề tài. Rồi mình mượn các cái thể văn mà nó có tương quan tới văn thơ hoặc là thơ lục bát của người đời, của chương trình học thế gian đó, hoặc là hình thức thơ lục bát, hoặc là hình thức thơ thất ngôn bát cú, hoặc là hình thức thơ song thất lục bát, hoặc là hình thức thơ tự do. Mình dựa vào cái hình thức của ngôn ngữ văn tự vậy đó mà mình làm thì gọi đó là thơ. Nhưng mà cái chủ yếu là moi móc, lượm lặt, gom nhóp ý tứ của kinh, đúc kết lại thành cái đề tài. Mà trong đó cái nội dung của nó là chứa đựng kinh điển, chứa đựng lời Phật ý kinh, để mà làm một cái điều kiện để có cái cơ hội mà mình diễn đạt cái lời kinh ý Phật, để cho Phật tử để ý, tăng ni trẻ để ý, mà gợi cái ý để cho Phật tử tăng ni trẻ để ý, rồi tư duy, rồi nghĩ ngợi, gọi đó là tu thiền, là học tu thiền. Cho nên là cái thơ này thì không nhất thiết là phải hay lắm đâu, nhưng vấn đề là cái nội dung của nó là có những cái điều kiện để nhắc nhở ở trong đó, có thể nói rằng là cần thiết. Do vậy mà tôi nhắc rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ là đọc những cái bài của tôi đây, cái trọng tâm là phải tư duy, quán chiếu về lời lẽ, nó cái gốc của nó là từ lời Phật ý kinh, lấy cái đó mà làm cái đối tượng để mình tư duy quán chiếu. Chứ còn gọi là thơ mà cho để mà đòi khen thơ hay đó, là trong thơ tôi không có gì hay hết đó. Toàn là ý tứ để nhắc nhở không. Thế thì tôi đọc qua rồi đó, bây giờ là mình nói lại cái đại khái ha. Bây giờ đọc lại coi cái bài trực chỉ đề cương này người ta dạy cái gì. Tôi đọc lại cái bài thơ lần nữa. Pháp Lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi đọc có chơi. Giờ đọc bài thơ lần nữa nè. Chơi sao chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mỏi miền đầy quá. Chân cứng đá mềm này là Đức Phật Thích Ca hồi đó đó. Đi chân không, đi khất thực đi chân không. Sau này bên cái phái khất sĩ của Giác Nhiên ha, hiện giờ phái khất sĩ Việt Nam còn đó. Hồi đó là cái phái khất sĩ là hoàn toàn là trời nắng chang chang vậy đó, mà đi khất thực mà vẫn đi cái lộ đường nhựa mà vẫn đi chân không đó nha. Tôi thấy cái đó tôi nể dữ, nhưng mà tôi không có làm được, bởi vì tôi là học theo cái khối của Phật giáo Việt Nam ở trường Phật học. Trong lúc tôi học đó thì là các vị khất sĩ này người ta đã thành lập cái giáo hội khất sĩ, người ta đã đi chân không rồi đó. Mà bởi vì ta học theo Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca hồi xưa là khất sĩ cũng đi chân không, không được đi dép. Mà hồi xưa là dép là phải làm dép da, mà dép da thì những người giữ giới kỹ rồi người ta không cho đi dép da. Thời kỳ tôi học ở trong trường Phật học của tôi đó là thời giám đốc tôi kỹ lắm, mà ai mà đi dép da là không được với ổng đâu á nha. Ổng cho đi dép da, thậm chí là không cho uống sữa nữa. Mà sữa là gì? Nó là rút từ cái chất của bò. Vậy là mình dành cái phần ăn của bò con, thí dụ vậy. Vì cái ý niệm vậy mà cỡ như thầy giám đốc tôi là không uống sữa nữa. Nhưng mà đời bây giờ thì nói đúng ra người ta linh động nhiều hơn rồi. Mình không uống sữa đi nữa, về thế giới ta cũng nuôi bò sữa, ta nuôi bò công nghiệp, sữa quá trời quá đất, nhiều lắm, không phải là vì mình dành của bò con đâu. Cho nên là đời nay là các người tu ta có thể uống sữa thoải mái. Rồi còn cũng có những người bây giờ người ta cũng đi dép, bởi vì là cái dép da đó là tại người ta làm trâu làm bò công nghiệp hàng hà sa số, rồi thì người ta lấy cái đó người ta phơi, người ta bán, người ta thuộc làm cho cái da nó không còn là da nữa, nó chắc lắm, nên người ta làm người ta bán vậy đó, rồi cũng thiên hạ cũng mua đi. Cho nên nếu mà giữ giới mà giữ theo kiểu cũ hồi xưa đó là bây giờ nó sinh ra một thứ phiền muộn khác, coi chừng à. Mình thấy người ta đi dạy da rồi mình đau lòng, rồi mình thắc mắc là mình sinh ra một thứ trần sao ạ. Rồi mình thấy người ta uống sữa thoải mái quá, ngon khỏe, người ta vui cười hớn hở, rồi mình nói vậy là ăn bớt của con bò con này, rồi mình đau khổ, cái đó nó sinh ra thứ trần sao hoặc không cần thiết. Cho nên tôi nhắc cái này, tất nhiên là có gì là không chịu, có gì mà đòi tôi kỹ thì các vị nghe tôi là cũng không ưa. Nhưng mà theo tôi là tôi gợi ý, tôi giúp đỡ bằng cái cách nhận thức của tôi là vậy. Cũng như cái vụ mà ăn mà cử kiêng hành hạ tỏi nén, là nghĩ rằng là đó là do cái đùi của con chó của bà Thân Đề mẹ Mục Liên làm ra, cử hành hạ tỏi nén không ăn là một cái sự sai lầm hết sức tệ hại. Nhưng mà cái truyền thống mà sai lầm đó nó lâu đời quá rồi, người ta gọi là người xưa nói vậy là trúng. Riêng tôi nói là không phải hễ người xưa nói là trúng. Xưa là xưa nào? Người xưa đó là ai? Chứ không phải hai người xưa nói là trúng. Không phải cái người mà gọi là tiền bối mà sinh cái đợt trước chúng ta là người đó ai cũng nói trúng hết. Cho nên là cái đó là mình học Phật mình phải có trí tuệ đó nha. Còn bằng không mình nói xưa bà nay làm bậc tiền bối sinh trước rồi thì người ta nói mình phải nghe theo, cái đó không phải à. Đạo Phật không được phép làm cái đó. Đạo Phật là phải sử dụng trí tuệ. Chứ nếu mà nói người xưa bài nay làm thì Đức Phật Thích Ca đi tu làm gì? Trước Phật Thích Ca đó là Sa Môn Bà La Môn đầy đường đầy xá đi khất thực đó. Ông Ka Diếp đó là hạng thầy của ngoại đạo đó. Chứ ông Ka Diếp sau đó là theo Phật quy y, làm đệ tử Phật. Ông rất quý Phật. Nhưng mà ông đó là thầy của hàng ngoại đạo đó chứ không phải giỡn đâu. Ông thờ thần lửa đó, ông là kia là tà kiến đó. Thì chẳng lẽ là Phật nhỏ tuổi hơn rồi Phật phải theo học với ông Ka Diếp. Rồi Ka Diếp nói gì cũng trúng hay sao? Rồi còn trước ông Ka Diếp nữa rồi là bao nhiêu trăm năm, ngàn năm gì đó, rồi ai bài cái gì cũng được sao? Cho nên là cái đó để ý đó. Học Phật phải có một cái trí tuệ, phải có cái nhận thức. Bị khí trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ân tự khinh như thối khuất. Đức Phật xưa kia đã là dám là tự mình phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí để thành tựu cho mình cái đạo chủng trí, cái nhất thiết chủng trí. Thì mình bây giờ con Phật mình cũng phải phát huy cái trí của mình như vậy. Chứ không thể là hạnh miệng ai nói cái gì là người lớn tuổi hơn nói là trúng, không phải vậy. Ai đó lớn tuổi nói trúng có, nhưng mà ai đó coi chừng lớn tuổi nói bậy dữ tợn cũng không sao. Cho nên không phải vì lớn tuổi hay là sinh trước ta mà cái gì ta cũng phải nghe. Cho nên chỉ chơi sao chân cứng đá mềm này là để nhắc tới Đức Phật Thích Ca đấy. Đi khất thực đầu trần chân đất, nghĩa là không cần cái gì là quan trọng hết, mà trong tâm hồn vẫn cứ ung dung tự tại, không có việc gì trở ngại hết. Đó là du hí thần thông tự tại. Muốn đi đâu đi, muốn ở đâu ở, chơi với ai cũng được, gặp vua hỏi cũng nói chuyện với vua cũng được. Rồi gặp ngoại đạo bà La Sa Môn Bà La Môn gì Phật cũng nói chuyện cũng được. Ai bằng lòng nghe thì gọi là Phật độ cho, còn ai không bằng lòng nghe thì nói xong rồi mạnh ai nấy đi. Rồi những người bình dân thấp thỏi nhất ở trong năm cái giai cấp của Ấn Độ thời xưa mà Đức Phật vẫn độ cho vào trong con đường của Đức Phật tu học, ngang bằng với cái vai trò giác ngộ giải thoát của đạo Phật đó. Mà đi bằng đôi chân cứng đá mềm đó thôi đó. Trời yên biển lặng, mọi niềm miền đầy hoa đó, nghĩa làm sao cho mọi người được vui vẻ và là mọi người đều thương yêu lẫn nhau, sử dụng cái đường lối đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Do vậy mà cõi đời đó dầu không có hoa khắp mặt đất, nhưng mà ở đâu nó cũng đẹp đẽ, ở đâu nó cũng hạnh phúc, ở đâu nó cũng có cái an vui, không có cái sự đau khổ. Cho nên là mọi miền đầy hoa lẫy vậy. Chơi chờ xuân đến đông qua, nghĩa là để cứ thời gian nó đi như vậy là nó đến, nó đi như vậy là nó đi về, nó đến như vậy là nó đến như vậy. Chơi trong cái xuân đến đông qua ha, cho tâm rỗng lặng, cho hòa với thái hư. Trên cuộc sống này mình làm thế nào mà cái tâm mình cho nó rỗng lặng? Mà mình tâm rỗng lặng là mình phải học nhìn giảng pháp qua thập như thị. Nếu mà mình giảng pháp mà mình nhìn giảng pháp mà không bằng cái tự tánh của nó đó, là mình bị trần sa hoặc hàng hà sa số trong cuộc sống. Cho nên là phải tập nhìn giảng pháp qua cái thập như thị mà Kinh Pháp Hoa dạy đó. Này xá lợi Phất, cái pháp của Như Lai sâu sắc lắm, các ông không nghe được đâu. Nhưng mà bây giờ các ông đang năn nỉ 3 lần hỏi, bây giờ Như Lai nói cho các ông biết nghe. Các ông hãy nhìn giảng pháp nghe. Này xá lợi Phất ơi, giảng pháp cái tánh nên như vậy. Kêu mà như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc cứu cánh. Xá lợi Phất ơi, các ông hãy nhìn giảng pháp cái tướng của nó như vậy. Là như vậy, ông đừng có xen cái gì vô hết đó. Cái tánh của nó như vậy là như vậy, cái thể cách của nó như vậy là như vậy, cái công năng lực dụng của nó như vậy là như vậy, rồi cái nhân như vậy thì nó ra cái quả như vậy, cái duyên nó như vậy, nó ra cái báo như vậy. Như thì nhân, như thì duyên ha, như thì quả, như thì báo. Và rốt ráo sự vật hiện tượng là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Rồi con người thì nó sanh như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, nó tử như vậy. Ông đừng xen lẫn vô, ông đừng chấp mắt, ông đừng phân biệt. Ông phải nhìn giảng pháp qua cái tánh vốn có tự nhiên của nó. Đó là chơi chờ xuân đến đông qua, mà cho tâm rỗng lặng, cho hòa với thái hư là vậy đó. Sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình căn với trần nó tác dụng với nhau, rồi nó sinh ra đối kháng với nhau. Con mắt thấy sắc, sắc này mình bằng lòng là mình luyến ái, mình đam mê. Cái sắc kia mình không bằng lòng là mình chê đè, chê nhẹp, chửi bới, mắng nhiếc, xua đuổi chẳng hạn. Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng có những nhạc bản nhạc gì mình nghe mình rủ rượi, mình mê ly. Còn có những bản nhạc mình nghe mình không chịu, mình dậy nảy lên, mình bực bội. Mình nghe cái người ca cũng bực bội, nghe cái lời nhạc cũng bực bội. Đó là nhĩ căn đối với thanh trần mà sinh ra cái trần sa hoạt. Con mắt đối với sắc trần sinh ra cũng là sinh ra cái trần sa hoạt. Rồi lỗ mũi đối với hương trần mình cũng sinh ra cái trần sa hoạt. Nếu cái lỗ mũi đó mà ngửi một cái mùi hương mà mình không thích, ngược lại cái mùi hương mà mình thích đó, thì mình cố gắng mà hít vô cho nó sâu. Đó là mình không có nhìn trên cái như thị của giảng pháp. Cho nên phải tập nhìn giảng pháp qua như thị, cái tánh như thị của nó. Như thị có nghĩa là nó vậy là của nó, kệ nó. Cho nên là chơi chờ chân xuống đến đông qua, cho tâm rỗng lặng, cho hòa thái hư. Chơi như thợ bé năm nào nhìn trăng trắng sáng, nhìn trời trời xanh. Cái câu này là nhắc ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Phật dạy cái hạnh anh nhi đó, Anh nhi hạnh, nó có cái phẩm anh nhi hạnh. Nếu mà học theo cái phẩm anh nhi hạnh này đó thì đại để mình tu với ở cả, không có gì khó hết đó. Mình tu bằng cái con nít, bằng mấy đứa con nít mà mới có đi quá, đi đứng chậm chút đó, nghĩa là nó biết chạy tới chạy lui trong nhà đó, mà nó chưa biết đưa tiền, nó cũng cầm nó chơi, rồi nó nhồi cái nó bỏ. Đưa tiền Việt Nam nó cũng cầm nó chơi hồi nó xé bỏ. Đưa đô la Mỹ nó cũng cầm chơi hồi cũng xé bỏ. Đưa đồng euro cũng xé bỏ. Đưa đồng bảng Anh, đưa nó chơi hồi rồi xé bỏ, giống nhau, không có cái nào hết đó. Đó là cái tính anh nhi hạnh đó. Rồi cho ăn đồ ngon kiểu gì đó, cha mẹ cưng mua đồ ngon cho ăn cái gì đó là cũng ăn vậy. Mà ăn rồi hồi rồi còn bất cứ cái gì đều là dục hết, bỏ hết. Rồi còn chơi rồi cá tệ nữa, là có khi là ỉa rồi còn bóc cứt tét vô miệng nữa chứ. Như vậy có nghĩa là đồ ăn ngon cùng với cái cứt của nó để tét vô miệng nó giống nhau. Nhưng mà mình nói cái đó người ta không chịu. Chứ còn đây là ý tôi muốn nói là cái hạnh anh nhi là nó vậy đó. Anh nhi là trẻ con, là hài đồng đó, trẻ hài đồng đó, không có phân biệt cái gì đó. Cái đó là khó tu lắm đó. Mình tu bằng cái tính anh nhi hạnh là mình ngon lành vô cùng đó, chứ đừng có chen nít. Cho nên là cái câu là chơi như thở bé năm nào đó, nhìn trăng sáng, nhìn trời xanh, nó nhìn trăng vậy thấy trăng vậy à, chứ không bao giờ có chê trăng. Bữa nay sao trăng mà có tròn chút nó cũng không khen, mà có méo chút nó cũng không chê, là thấy trăng sáng là vậy à, là trăng sáng vậy à. Còn nhìn trời thì vậy đó, trời có mây cũng được, mà trời không mây thì nó xinh miết xinh lật lìa, cái bằng xinh biếc á cũng được, mà có mây là bao nhiêu cũng không sao. Nghĩa là sự vật thế nào là nhìn như thế. Cho nên chơi như thỏ bé năm nào, nhìn trăng sáng, nhìn trời xanh, cái câu hay lắm đó. Đó là nhắc nhở cho Phật tử, cho tăng ni trẻ đọc cái hạnh anh nhi của Kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Phải nhìn, còn nếu mà nói theo Kinh Pháp Hoa là phải nhìn giải Pháp Hoa cái thập như thị của nó, 10 cái tánh như vậy của nó là phải học cái đó đó. Rồi hai câu chốt này cũng hay lắm đó nè, nhưng mà hay là hay với ai, chứ có người nào nó nghe phát ghét. Chơi trời Di Lặc giáng sanh, ô kìa Di Lặc giáng sanh đã nhiều. Câu này là ai đó hay cho rằng hay lắm, mà ai đó là nghe phát ghét là muốn chửi bỏ đấy cơ. Bởi vì học hai câu này rồi đó thì cái mùng 1 Tết tao thèm lại Di Lặc cũng được nữa, không lại Di Lặc mà vẫn tôn trọng Di Lặc, vẫn kính quý Di Lặc, mà không cần lại Di Lặc đêm mùng 1. Bởi vì với trình độ này đó, người ta nhìn là gần hơn 8 tỷ người nhân loại ở trên mặt đất này đều là Di Lặc hết. Thế thì còn lại ai nữa? Vậy là chẳng lẽ đem vợ ra lại chơi cũng trúng Di Lặc sao? Trúng đó. Rồi vợ kêu chồng ra anh ngồi đây em lại chơi mấy lại cũng trúng Di Lặc sao? Trúng đó. Và bất cứ ai mình lại người ta, mà mình tôn trọng người ta cái gì đó, đều gọi là lại Di Lặc hết đó. Học cái này là phải nói vậy á. Còn Di Lặc ở trên bàn không cần lại. Di Lặc mà ngồi mà cười trơ tét mà cái bụng bự thiệt bự đó, không cần lại cái ông đó. Bởi vì cái ông đó là hồi xưa người ta gọi là cái ông già Ba Bỉ, hay là cái ông gì ở bên Trung Quốc á. Mà cái ông đó là ông tu, ông có đạt đạo chứ không phải là không. Nhưng mà ông đó không phải là Di Lặc, cái ông bụng bự đó. Bụng bự về Việt Nam mình cũng thiếu nhiều người bụng bự. Cho nên là không phải bụng bự là Di Lặc. Bụng bự mà to và mập như vậy đó là cái ông đó đó, hồi xưa người ta gọi là cái ông gì bên Di Lặc đó, ở bên Trung Quốc đó. Ông tu ở trong cái núi, cái động nào đó. Rồi tới cái ngày mà trong lúc ông tu đó, ông đã ngộ rồi. Ông viết ở trên vách đá ra cái bài kệ. Ông ngộ chứ không phải là ổng, không phải ông nói ổng, mà ông tỏ ngộ cái chân lý là về Phật tương lai mà. Ông viết rằng là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Có nghĩa là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đó, theo ý của cái ông này đó, ông thầy tu này, ông hiểu, ông nói Di Lặc không có ai đầu lạ hết. Di Lặc là một con người, là một vị Phật mà ở trong mọi người, thiên bách ức, cả ngàn, cả muôn, cả ức mọi người, mà cho tới ngày nay đó là 8 tỷ người, là Di Lặc quá thân hết đó. Theo cái sự tu chứng của cái ông tu hành này đó, cái người tu mà mập phì này đó, ông nói là trên cái bước đường tu tập mà theo ông hiểu đó là Di Lặc là một người quá thân thiên bách ức. Nói cách khác là mọi người trên trần gian là Di Lặc hết. Cho nên là cái câu thứ ba là thời thời thị thời nhân, nghĩa là bất cứ thời đại nào, thời Đường, thời Tống, thời Minh, thì rồi ở Việt Nam mình là đời Đại Cồ Việt, nào là đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, cho tới bây giờ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tất cả mọi người đều là Di Lặc hết, đều là Di Lặc quá thân trong đó hết. Cho nên gọi là thời thời thị thời nhân. Bất cứ triều đại nào, những người ở trong triều đại ấy, những người ở trong cái thế kỷ ấy, cái giai đoạn của năm tháng ấy, tất cả mọi người đều là Di Lặc hết. Thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức, ấy thế mà người thường không biết. Người ở trong thời đại đó, ở trong thế kỷ đó, gặp Di Lặc nhau, gặp Di Lặc nhau, nghĩa là tràn đầy trên đất đó về mà không biết Di Lặc. Đấy, thời thị thời nhân nhân bất thức. Bất cứ ở chế độ nào, thời đại nào, là những người đó là Di Lặc hết đó, Di Lặc sẽ thành Phật đó. Vậy mà mọi người không biết là Phật Di Lặc, lại đi tìm Phật Di Lặc, đòi Phật Di Lặc. Còn mấy triệu năm, mấy tỷ năm nữa là tính toán năm tháng trật lất hết trơn, mà người ta tính vậy đó. Ta nói còn bao nhiêu tỷ năm nữa, bao nhiêu triệu năm nữa, cái đó là hoàn toàn sai. Rồi bây giờ mỗi mùng một Tết là lại Di Lặc, lại gọi là lại vía, là cái từ đó không thể chấp nhận được. Rồi lại vía Di Lặc. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi dựa vào Kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký, Phật thọ ký cho 10 đại đệ tử, rồi kế đó thọ ký cho là 500 vị đệ tử, rồi sau đó là thọ ký cho những người cái bằng hữu học, vô học, thọ học, vô học, nhân ký, tức là thọ ký cho những người hữu học, tức là những người còn phiền não vô minh. Rồi thọ ký cho những người vô học, là những cái người mà đã đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc là từng phần trăm, đoạn trừ được từng phần trăm kiến hoặc tư hoặc, tức là những người vô học đó. Thì phàm phu cho tới những người thanh văn, duyên giác đều là Phật thọ ký, sẽ thành Phật hết ráo. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thọ ký cho mình vậy rồi mà mình còn chê, mình còn đòi Di Lặc kia ở đâu nữa? Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Phật hạ sanh Di Lặc, là Di Lặc là đương lai sanh thành Phật, thì mình cũng là đương lai sanh đây nè, mình là Phật Di Lặc đây. Di Lặc chưa thành, mình là Phật sẽ thành. Mà Phật đã nói rồi, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Còn Phật Như Lai Thích Ca đây nè, gọi là Phật đã được thành thôi. Thế thì mọi người chưa thành là mọi người là Di Lặc đó. Còn lại ai nữa anh chị? Cái tên Di Lặc đâu có thiệt. Đâu có cái ông nào là cái ông Di Lặc, còn cái ông nào là không phải Di Lặc đâu. Tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Vậy thì mọi người là Di Lặc đó. Vậy mà Như Lai thật ký rồi đàng hoàng mà mình không chịu. Mình không chịu, mình lại cái ông mà không có. Không bao giờ có cái ông đó. Đố ai tìm cái ông đó, từ đây vì sao vĩnh viễn trong vô lượng đời kiếp không bao giờ có cái ông đó. Bởi vì ông đó, ông làm gì mà có, trong máu ông có cái chữ Di Lặc, trong xương trong tủy ông có cái chữ Di Lặc. Còn bất cứ cái ông nào nếu nó gian xảo, nó cũng vẽ rùng rực, nó xăm bên trong đó nó chữ Di Lặc, vậy rồi mình cũng nói ông đó là Phật Di Lặc đã thành đó sao? Đâu có được. Học Phật là phải là con nhà trí, là phải sử dụng trí chứ. Chứ không có trí gì trơn mà tu Phật đâu có được. Bây giờ đọc cái bài trực chỉ để cương coi ta nói cái gì đây. Đỉnh cao tột trên đường tu, Phật dạy người tu không thấy mình tu, hành không thấy mình hành, nói pháp không thấy mình có nói, chứng đạo không thấy mình có chứng đắc quả vị, chứng đắc quả không thấy mình có chứng đắc. Do đó cho nên tất cả những cái ý tứ ấy đều không được xem là, do đó tất cả những ý tứ ấy đều không được xem là quan trọng, mà chỉ xem như là chơi vậy. Chỉ chơi là nó ý nghĩa vậy đó, không có coi cái nào quan trọng hết á. Tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng, đắc vô đắc đắc vô trí diệt vô đắc. Những cái pháp tu không có tu gì hết, và cái quả bồ đề gọi là đắc không có đắc gì hết, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đó y băng giả bà la mật đa cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hư không bố viễn liên điên đạo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chỉ Phật y bát nhã bà la mật đa cố, đắc ở đầu đa la tỳ học, tam miểu tam bồ đề. Do ba đại chỉ Phật cũng như là Bồ Tát đều là tu mà không thấy có mình tu gì hết. Diễn ly điên đảo mộng tưởng, xa rời điên đảo, xa rời mộng tưởng, mà được gọi là có cứu cánh niết bàn. Chứ niết bàn cũng không có tìm ở đâu hết, không có quả gì để chứng để đắc hết. Học cái đó khó rồi, cái đó không thiền định là không có biết. Nghe rồi phải có thiền định mới biết. Chơi sao cho thân khang kiện, chơi trong quốc thái dân an, chơi sao cho nhà nhà hạnh phúc, chốn chốn nở hoa. Chơi để đi di dưỡng tâm hồn trong những tháng ngày thanh tịnh tợ thái hư. Chơi với một tâm hồn trong sáng như anh nhi hạnh. Này chứ anh nhi hạnh là từ đóng môi một kép, là để nhắc với tăng ni trẻ là với Phật tử là phải học cái hạnh anh nhi. Đừng làm cái gì ghê gớm lắm, mình cỡ như anh nhi hạnh là thành công rồi đó. Chơi với một tâm hồn trong sáng như anh nhi hạnh vậy đó. Nhìn sự vật hiện tượng nó như vậy là để nó như vậy, không có thêm, không có bớt, không có lấy, không có bỏ gì hết. Tiền bạc từ đồng Việt Nam cho tới là bản Anh, cho tới tiền Đức, tiền Nhật, tiền là Úc, tiền Mỹ gì đều là chơi một hồi là sẽ bỏ hết, không cần cái nào hết đó. Anh Nhi Hạnh là vậy đó. Đưa vàng ra cũng bỏ, kim cương cũng bỏ, rồi thao thiết đưa chơi rỗng rỗng hồi cũng dục giống nhau, không có tiếc cái gì là tại vì anh Nhi Hạnh mà. Nhìn trời trăng mây nước trước mắt, anh Nhi Hạnh không một mãi mai thêm bớt. không sanh tâm thêm bậc, không sanh tâm lấy bỏ, không sanh tâm khen chê. Anh Nhi Hạnh là vậy đó. Được như vậy là tức là người đó là cái người cái bằng du hí thần thông tự tại, là cái người sống trong tất cả đều là chơi hết là vậy đó. Không có gì quan trọng mà. Chơi để chờ Di Lặc hạ sanh, như tất cả mọi người đang trông chờ mong đợi. Với tri thức Phật học của Như Huyễn Thiền Sư thì Di Lặc Phật đã hạ sanh rồi. Đấy, tôi cho rằng là Di Lặc Phật đã hạ sanh rồi, cho nên tôi không bao giờ khuyên ai mà lại Phật Di Lặc vào cái mùng 1 Tết đâu nha. Cái ngày đó để ta nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi ta khèo chú khô, rồi ta cúng, hoặc là đem bức bách lên, gọi là cúng, cúng chơi gì đó, rồi lấy xuống uống nước chơi. Chứ mà lại Di Lặc ở đâu mà lại. Còn cái ông mà làm cái tượng cho bự đó, mà cái tượng thiệt là mập đó, không có phải Di Lặc gì hết á. Cái ông đó là cái ông ngộ được cái rằng là Di Lặc là đương lai hạ sanh thành Phật, cho nên là cái ông đó ông viết ra cái bài kệ đó. Di Lặc chân Di Lặc quá sanh thiên bất ức, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Tại không ai biết Di Lặc hết, chứ kỳ thật là Di Lặc là tất cả mọi người trên mặt đất đó. Bởi vì Phật dạy rằng tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế thì Di Lặc chẳng phải là mọi người, chẳng phải là Di Lặc sẽ thành đó sao? Mà không chịu còn đòi gì nữa. Còn cái mà đòi bậy bạ nữa là thượng lai đại chúng dĩ khẩu đồng tâm. Dĩ khẩu đồng tâm phúc tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh, cầu nguyện gì đó hiển tiền phước huệ tăng gia, một hậu đắc A Di Đà thọ ký. Phục nguyện đàn na thí chủ tân ích phước điền, âm siêu dương thế hệ yến hà thanh tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Cái câu phục nguyện bậy hết sức, bậy vô cùng bậy. Mà nói là họ lâu quá là họ chửi mình, lâu quá họ coi chừng họ đánh không chừng. Nhưng mà chưa thấy ai đánh. Cái phục nguyện bậy dữ. Phật Thích Ca mà là giáo chủ đang dạy mình học đây nè, mà thọ ký mình rồi mình không chịu. Thọ ký tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành mà mình không chịu. 10 đại đệ tử được thọ ký, rồi 500 đệ tử Phật Thích Ca cũng thọ ký thành Phật, rồi hữu học vô học đều được thọ ký thành Phật, trong đó có mình rồi mà mình không chịu. Vậy mà cầu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Nói như vậy mà nghe được là sao? Tại sao anh biết Phật Thích Ca Phật Di Đà thọ ký quý hơn Phật Thích Ca, còn Phật Thích Ca thọ ký không quý bằng Phật A Di Đà là sao? Cái đó đó, tôi nói cái đó là tăng ni rẻ nên xét lại cho kỹ đi nha, chứ không phải là tôi chống chọi ai đó để tôi được cái gì. Không có. Tôi muốn nói rằng là mình phải học đàng hoàng, mình lý luận người ta phải nghe cho được, kinh điển mình nói người ta phải nghe cho được, người ta nghe được người ta mới hành được, mà tu hành được người ta mới là có giải thoát giác ngộ. Chứ còn mà mình nói không có lý luận, không có trúng sự thật, không có thực tế thì người ta làm sao người ta tu được? Phật Thích Ca thọ ký rồi hết, vậy mà mình nỡ đành chê Phật. Phật Thích Ca là giáo chủ ta bà, điều ngự Thích Ca. Vậy mà mình chê, mình đòi Phật Di Đà sau này ở tha nhật cơ. Tha nhật có nghĩa là cái ngày mình chết rồi đó, rồi mình mới tới cái cõi Phật A Di Đà, rồi Phật A Di Đà thọ ký mình mới chịu. Mình có biết mình làm sao để mình tới cõi của Đức Phật A Di Đà. Vừa vào cơ sở nào mà mình nói mình tới cõi của Đức Phật A Di Đà, trong khi đó là Phật Thích Ca dạy mình là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cái tánh thanh tịnh của mình là Phật A Di Đà đó, cái tánh giác ngộ của mình đó là Phật A Di Đà đó. Còn cái tâm mình mà trong sạch đó là mình ở đâu là niết bàn đó, là tịnh độ ở đó, cực lạc ở đó, mà mình không chịu nghe. À, cái đó mới lạ đó nha. Cho nên là cứ theo Như Huyễn Thiền Sư thì là Di Lặc giáng sanh lâu rồi. Bởi vì theo lời Phật Thích Ca thọ ký thì theo lời Phật Thích Ca thì tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, đều sẽ thành Phật. Do vậy cho nên là hơn 8 tỷ nhân loại đều là Phật đương lai hạ sanh đấy. Tất cả đều là Di Lặc, đều là có một họ Từ đó. Là Di Lặc là Từ Thị đó. Không biết làm sao ai đặt tôi cái tên họ Từ, không biết có giống cái ông này không biết đó. Cái ông này tôi không đặt tôi thôi thì ông này ông giáo nói ông này là có bà con với chú bác với cái ông họ Từ, mà ông cũng thông minh, là tôi đặt cho nó là Từ Thông đi. Từ đó tôi lấy chữ Từ Thông chứ tôi không có dụng ý là lấy họ Từ này đâu. Ôi nói nhiều quá hết giờ rồi. Mong rằng là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử nghe rồi suy gẫm, mà suy gẫm tức là tu thiền định đấy. Bởi vì chữ thiền định có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự. Cho nên là suy gẫm để mà nhận thức đó là mình tu thiền định đấy, chứ không phải là thiền định là ngồi có hàng ngay thẳng lối, rồi phải có cái người dắt cái cây gọi là cái cây bê đi đập đó mới gọi là tu thiền, không có phải vậy. Thôi xin chúc mọi người đều vận dụng trí tuệ của mình mà tư duy mà tu tập. A Di Đà Phật.